Hello Skitty, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Plants vs Zombies 2. Và mọi người nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Và bật cho mình cái chuông nhé. Nhiều bạn đăng ký kênh rồi quên không bật chuông thì khả năng là không nhận được thông báo của kênh của mình. Nhớ bật chuông cho mình nhá. Rồi gì đây? Và nếu có thể thì cho mình chia sẻ video này cho mọi người cùng biết đến kênh của mình nha. Cái gì đây? Ồ, Primo Thanos à? Thôi chả dùng mấy cây này, toàn cây dở hơi. Nãy làm gì đúng không? Người ta phải dùng những cây như thế này này. Đấy, này nó cũng phải khỏe không? Xem nào. Có lẽ dùng một cái này để câu giờ đi nhỉ. Củ lạc cái đang có búp này. Lạc trôi à? Đây. Lòng ta xin khoảnh khắc khi trong tim mình lòng mê say, mặc cho tóc bay vương thêm đôi môi cay. Lưỡng khuâng mình ta lạc trôi giữa trời. Ta lạc trôi giữa trời. Ô. Đây là một bài hát của Sơn Tùng em Ví Bì. Và đây là một bài hát rất là nổi vào cái năm, không biết năm bao nhiêu, là 2016 hay sao ấy. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì là như vậy. Hồi đó ai mà chả thích xem nghe nhạc đó. Mọi người có thích nghe bài đó không? Và sau đó thì sau khi bài đó được ra mắt thì như mọi người cũng biết thì Vanh Leng cũng đã gọi là chế cái bài đó thành một ca khúc. Không biết phải Vanh Leng hay không biết có chế không nhỉ? Ê, chết tiệt. Ê, chết tiệt. Ui, vẫn xúc được à? Bị bằng. Vẫn xúc được kìa, nó. Ôi, dồi ôi, bịp rồi. Thằng này mày bịp rồi. Bịp thế này là không không tốt đâu nha. Ôi, bạn này bạn bạn bịp mình rồi. Lạc này. Lạc khi mà ăn plant food thì nó cũng gọi như kiểu là nó giống như kiểu là một cây đậu bình thường mà thôi. Nào xem mày xúc kiểu gì, mày xúc hộ tao cái. Nên dùng một cây gì bây giờ nhờ? Cho củ lạc này. Rụng luôn, rụng như sung. Đấy, ăn lá cây kìa. Ui chết cha, thằng này láo này, láo này. Ồ, nó sẽ thả con zombie. Và theo như mình được biết thì level 1 đến level 3 nó sẽ thả con zombie bình thường, còn level 4 đến level 5, rồi không biết theo từng mốc level nó sẽ đổi cái xô, cái gọi gọi là cái chặn chặn đường ấy. Ở bên Tây người ta hay dùng cái đấy, ở những cái công trường thi công hay là những nơi cấm đi vào, và khi mà lên level gì gì đấy nó sẽ đổi cái xô tương tự như con zombie đổi xô ấy. Rồi chúng ta sẽ được 100 vàng và 4 cái mảnh và 3 cái cây, 3 mảnh cái cây hoa tím tím ấy. Ta nhận nhiệm vụ Benny à? Event này mình sẽ hoàn thành nốt cái sự kiện có cái con hổ này, không biết con hổ hay là con mèo ấy, gọi là hổ cho nhanh. Zombie âm nhạc à, cầm cây đàn à. Rồi chúng ta sẽ không được phép chọn zombie, không được phép chọn cây thả ra zombie. Vậy thì chúng ta sẽ dùng đến cái gì bây giờ nhỉ? Bí bí dẫn không được dùng á? Ảo nhờ, không được dùng bí dẫn thì người ta chơi kiểu gì? Vậy thì dùng những cái cây bồi đắp thêm này nào. Dùng hơi khó nhỉ. Tôi cấm hết dùng những cái cây u đây. Được được được, cây này được. May mà cây này vẫn còn dùng được. Chắc là mình sẽ dùng thêm một cây nấm thôi miên nữa. Bởi vì con mèo nó cũng rất là khỏe rồi. À, con hổ chứ.
Phải gọi là con hổ mới đúng chứ. Không thể gọi là con mèo được. Mà zombie ui nó kẹ phát chết kìa. Mọi người biết ở cái bộ môn bóng bầu dục ở bên bên Tây ấy, ở bên mình thì nó không được gọi là, ở bên mình thì bộ môn bóng bầu dục nó không được nổi tiếng cho lắm, mình chỉ gọi là bóng đá thôi. Ôi thế bịp à, thế đúng là ôi rồi rồi, đấm nó đúng rồi, đấm phải đấm nó. Chắc là đây xong mình sẽ cho, tôi định cho nhưng mà thôi không cho, cứ cho mà cho con hổ ra đây hai cây nữa. Người cũng đã chia sẻ cho mình biết rằng khi mà cho lá cây và con hổ nó sẽ rất là, ui tôi chết cha tôi rồi, hoảng 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 thật sự, nó mang hết chúng nó vào và bé hổ sẽ cào chết nó. Khá là đông zombie đấy. Cái cây này nó làm sao đấy, cây này sao không thả hổ ăn đi, chết dở mấy con rom con, mấy cái con cáo này khó chịu nhờ. Ôi chúng ta lại mất một cái máy cắt cỏ rồi. Thật sự là khá là bực mình về cái con cái con cáo à, con trồn rất là mất dạy, cho Barbaria nó đấm cho tưng tung xác luôn. Và chúng ta sẽ xem một màn solo giữa, cho nó ăn xong rồi hãng cao. Úi dồi sao ăn lâu thế, ở đây ăn được rồi. Úi vâng nó lém rồi. Con này nó không không lém được zombie. Nó lém vào zombie thì sẽ không bị gì à? Dập chết này. Nó lém vào zombie thì zombie sẽ không bị bạch tuộc quấn à? Ừ, một thí nghiệm khá là tuyệt vời đấy. Chúng ta nhận được một túi tiền. Và chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ cái event này. Và phần thưởng của event này sẽ là một cái đầu zombie. Chúng ta sẽ được những cái mảnh từ cái đầu zombie đó. Được rồi, hoàn thành event nhé. Nhận cái này. Ở cái đầu ra chúng ta sẽ được cái cây dở hơi. Thì cây này ở tích cái màn cái đảo cuối cơ. 10 mảnh dưa hấu à. Melon Sprout và cái đậu bắn đằng trước đằng sau. Xong nhiệm vụ rồi. Tiếp tục. Ồ. Xong cái event rồi. Ta sẽ đến màn 18. Và màn 19 sẽ nhận được bông hoa. Cây này cây hệ thời gian à. Chắc là chơi một cái event cuối cùng của cái Piranha Party. Event này lắm mộ thế. Chắc là lại con hổ đấy mà. Ui nhầm, bây giờ người ta ấn tăng tốc, ấn màu vàng kia. À bowling, bowling, bowling. Bowling, ui 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 ui. Bowling sướng nhỉ. Ui, chơi bowling sướng thế. Mình thích chơi bowling. Ui, chơi bowling sướng nhỉ. Cho bọc con bowling vào map này chơi sướng thật sự luôn. Nó lầy 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 sướng. Wow, chơi sướng, nhìn sướng thật sự vậy. Mình đã thích chơi bowling mất rồi. Này, ăn đạn đi. Rồi ôi, nó bắn cho kìa. Đúng là ấu rồi ôi. Rồi phá mấy cái mộ cái kiểu gì. Rồi phá ai phá cái mấy cái mộ cái kiểu gì bây giờ. Phá kiểu gì nhờ. Thôi cho nó ăn bom khổng lồ đi. Bóng băng này. Ta đã phá được một cái mộ ở giữa này rồi nhưng mà không có cây bowling nào để trồng vào. Chán nhỉ. Phải có cái gì đó để chúng ta phá cái mộ chứ, chứ chơi mỗi mấy con băng này thì chơi cái gì. Khó chịu thật đấy. Mới ban đầu có nhiều mộ thì chơi nó xuống, bây giờ thì thôi chắc là mình sẽ dùng dùng hết máy cắt, cho máy cắt cỏ nó chẹt chết mấy bọn này đi. Mới phá được một cái mộ nữa kìa.
Có khả năng cho máy cắt cỏ nó chẹt rồi. Thôi vẫn phải mất máy cắt cỏ mọi người ạ. Đằng nào cũng phải mất máy cắt cỏ thôi. Rồi. Vẫn chiến thắng nhưng mà chúng ta sẽ mất thêm một vài máy cắt cỏ. Chúng ta nhận được 5 mảnh bowling, 5 mảnh bon choi và một chút tiền. Không phải là nhiều. Và trở lại với today. Xong cái event rồi. Ok, video của mình đây cũng là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like và một nút subscribe kênh. Và chuông thông báo để ủng hộ cho mình. Và chia sẻ video này đến những người chưa biết đến kênh của mình nhé. Còn giờ thì hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Tạm biệt mọi người.